Ủa, con cá đang lòi mọi người. Nó nút vô luôn mọi người. À. Bỏ ra chưa? Em tiếp tục. Nó chốt nha. Cẩn thận cái gai này đâm nhất lắm mọi người. Cái gai cá chốt đâm nhất. Mấy ngày luôn á. Bỏ ra chưa? Hello mọi người, trở lại kênh của mình nha. Mình là Quang Linh đây. Hôm nay mình lại đi câu cá dưới đường nước mọi người. Đường nước này để xả nước vô dung tôm để nuôi tôm. Cậu dưới đây nó có cá chốt hoặc là cá rô, cá phi gì đó. Mình quay lại chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Và mọi người cùng theo dõi mình câu cá dưới đường nước nha mọi người. Ủa, con cá đang lòi mọi người. Đến một em cá chốt. Đây, em có chốt nè, to nè. Ủ nu luôn nha mọi người. Câu bằng mồi chùng nha mọi người, con dung á. Đó, cá chốt là thích mồi này lắm nha mọi người. À, tiếp tục một khác nữa nha. Lên, 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 em to mọi người ơi. Không biết nữa. Đây, lên em cá to nữa mọi người. Đó, to ra chưa? Đây nè. Đó. Ủ mềm luôn nha mọi người. Em này chắc có trứng nè, bụng rất to nè. Rồi, một em tiếp tục. Lên 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 một em to. Đây, em to coi chưa? Nó nút vô luôn mọi người. À, cái chốt này có chốt khủng nha. Đó, một em tiếp tục. Đó, cá đang lo 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 nữa mọi người. Em cá rô. Cá rô đồng nha mọi người. To ra chưa? Ủ nu luôn nè. Em cá rô nữa nha. Đây có một cá đang lo lo nữa mọi người. Ô. Lên cá phi, cá phi, cá phi. Cá phi to ra chưa? Đây cá phi này, cá phi đực mọi người. Khá luôn nha. Đó. Em tiếp tục. Đó, cá chốt đang lôi mọi người. Lôi nhẹ nhẹ là cá chốt á. Lên 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 lên, em cá chốt. Đây, em cá chốt nữa mọi người. To vậy chưa, giờ ngẽo nè. Bụng to nè, có trứng á. Em có chốt nha. Cẩn thận cái gai này đâm nhất lắm mọi người. Cái gai cá chốt đâm nhất. Mấy ngày luôn á. Đó, một em. Tiếp tục chuyển lại chỗ mới mọi người. Ở đây là sát ống bọng để xả nước ra ngoài sông nè. Đó, ghê ghê ghê. Cá chốt là nó ghẻ nó đó. Phải cho nó nuốt vô mới dính nó lên một em mọi người ơi. Em một em dạ hẻo luôn. Em này không được ú nhưng mà cũng to đó. Đây một em. Mọi người nghe nó kêu vậy tẹt tẹt không? Cái gai nó gây vẫy nó kêu. Rồi. Rồi nhẹ nhẹ. Rồi sảy nó mọi người. Mọi người lên một em.
Nãy giờ giật sảy không mới dính luôn. Đó. To nghe mọi người. Nó kêu đẹp 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 nè mọi người nha. Đó. Đó, nó cái gai nó kêu à. Cái gai nó nhúc nhích lên nó kêu. Đó, đó. Một em. Em này có trứng đó mọi người. Bụng to nè. Nó đang lo nha mọi người. Lên, một em có chốt. Một em tiếp tục. Đây, dàn hẻo luôn mọi người. Cẩn thận cái gai nó đâm là nhất lắm nha mọi người. Nè. Rồi thấy chưa? Uống ngu luôn nha. Nãy giờ giật quá trời giật luôn mới dính mọi người. Nó không nuốt. Câu cá chốt nó khó dính lắm mọi người. Một em. Đang lo nhẹ nhẹ mọi người. Lên. Lấy cái chẻ đi. Ba ghế bự ra chạy. Lên mà em cá chốt nữa mọi người. Em này béo nè. Đây. Dàn hẻo luôn. Tiếp tục một em nữa nha. Đang săn con ba khía mọi người. Đó, thấy không? Một em ba khía. Đồ bá luôn. Dính rồi đó, gì được rồi. Ừ. Ngồi câu ở đây nè, ba khía nó lên trên chỗ bờ mọi người. Còn hai ba con nữa, chút xíu nữa. Nó bò lên đâm cho mọi người xem nữa nha. Ba khía to lắm mọi người. Đây nè con ba khía nè mọi người. Đó, mới bắt nha được nè. Đâm nó chưa trúng mọi người, nó kẹt vô cái chẻ nè, bắt to ghê chưa. Ủa. Hai cái càng của nó kìa. Quá trời to luôn. Đó lòi lòi nữa mọi người. Lên, một em tiếp tục. Canh nãy giờ mới dính nè mọi người. Đây, em này ốm à. Lên rồi, lên con nữa mọi người. Chuyển qua mồi tép hết mồi trùng mọi người. Nó móc có chút xíu à. Một em tiếp tục. Ốm ta, nãy giờ câu mập, nãy giờ câu ốm. Rồi đây là thành quả đi câu hôm nay nè mọi người. Được mấy em cá rô, em cá phi to với một số cá chốt. Với hồi nãy bắt được em ba khía, đâm dính em ba khía nè. Rồi. Đó. Cá chốt kho tiêu là nấu canh chua là tuyệt vời nha mọi người. Thôi clip của mình tạm dừng mọi người. Mọi người xem clip thấy thú vị đừng quên chia sẻ video và để lại một like cũng như ý kiến của mọi người bên phần bình luận video nha. Và đừng quên chia sẻ video ủng hộ Linh nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau.